Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 4, trang 48, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Bài tập 4, đề bài yêu cầu các con viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Để làm bài tập này, trước hết chúng ta cần xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng mà đề bài đã cho ở các câu A, B, C. Sau đó, viết các số đo mà đề bài cho dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, rồi viết dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 4. Câu A 3 kg 5 g bằng Cô có 1 kg bằng 1.000 g hay 1 g bằng 1 phần 1.000 kg. Như vậy, 5 gram ở đây sẽ bằng 5 phần 1.000 kg. Số đo này cô viết được bằng 3 kg cô giữ nguyên và 5 gram bằng 5 phần 1.000 kg. Hay chính bằng 3,005 kg. Câu B. 30 gram. Tương tự như câu trên, ta có 1 gram bằng 1 phần 1.000 kg nên 30 gram bằng 30 phần 1.000 kg và bằng 0,030 kg. Hay cô có thể bỏ đi một chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của số thập phân 0,030 kg để được số thập phân mới 0,03 kg bằng với số thập phân cũ. Câu C. 1.103 g bằng. Cô tách số đo này ra bằng 1.000 g cộng với 103 g. Như vậy 1000 g chính bằng 1 kg và 103 g cô chuyển sang. Để bài yêu cầu chúng ta đổi về số đo có đơn vị là kg. Như vậy ta có 1 kg và 103 g chính bằng 103 phần 1 1000 kg. Số đo này cô viết được bằng 1 và 103 phần 1 1000 kg. Hay chính bằng 1,103 kg. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 48, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.